Chào mọi người, lại là Trang đây. Hôm nay thì mình sẽ quay lại với một clip về tập luyện cho vùng da ở dưới mắt và giúp giảm cái phân quầng của bọng mắt. Thì trong cuộc sống hiện đại thì chúng ta sử dụng điện thoại này, sử dụng máy tính rất là nhiều, và nhiều bạn thì thường gặp vấn đề mất ngủ và khó ngủ nữa, cho nên là cái tình trạng mà bọng mắt hoặc thâm quầng thì khá là phổ biến. Nhưng vấn đề này thì có thể cải thiện rất là tốt bằng cách kết hợp các bài tập face yoga cùng với lại là các động tác massage. Và nếu bạn chưa bao giờ thử tập face yoga hay là massage thì hãy cùng tập luyện cùng với mình trong clip này để cải thiện cái vùng da dưới mắt của mình nhé. Đầu tiên thì sẽ thoa mấy kem dưỡng trên khuôn mặt, vì khi massage thì nó phải có cái độ mềm mại và của làn da. Mình không thể massage mà không có cái gì trên đấy được. Thông thường thì người ta sẽ dùng dầu massage, nhưng mà mình thấy là dùng kem dưỡng thì nó phù hợp hơn. Bởi vì dầu massage thì những cái bạn mà da dầu và mụn này rất là dễ nổi mụn luôn. Ok, sau khi đã chấm kem lên cái bề mặt thì chúng ta sẽ cùng nhau massage khuôn mặt, đầu tiên từ trên trán xuống sang hai bên. Ôi, rất là dễ chịu luôn mọi người ơi. Mình rất là thích cảm giác này mỗi ngày luôn. Rồi, tiếp tục từ khóe mắt chúng ta massage sang hai bên nha. Khuôn mặt. Và làn da. Thề luôn, mình cảm giác như đang đi spa vậy. Cái clip này mình quay là mình đang dùng mặt mộc đấy mọi người. Và trước đó thì mình có skincare rồi. À, chỉ bôi thêm một lớp kem dưỡng để khi mà mình massage thì nó có cái độ trơn mượt ấy. Khi bạn tán cái kem này ra ấy, thì cái vùng da trên mắt này ấy, chúng ta nên nghiêng đầu sang một bên ấy. Xong đó miết phía trên lên trên, rồi dùng cái bàn tay còn lại để vuốt lên trên như thế này. Thì cái cách massage như thế này thì nó sẽ ngăn ngừa cái tình trạng sụp mí bên trên. Bên nhá. Và đây cũng là cách massage để bảo vệ mình khỏi những cái nếp nhăn chân chim. Bây giờ chúng ta sẽ massage xuống phần khóe mũi nhé. Chỉ đến đây thì bạn sẽ cảm thấy là ui, cái kem dưỡng nó thẩm thấu hết vào trong da của mình, nó rất là thích luôn đấy. Tiếp tục sẽ cần thêm một ít kem dưỡng để ra vùng cằm. Dùng cùi ngón tay nhé.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ tập trung cho phần mắt nhiều hơn. Bạn sử dụng hai cùi ngón tay và massage cái chân mày sang ngang. Đấy. Dùng nhớ dùng cái cùi ngón tay để miết. Rồi, đây, miết vào cái xương hốc mắt. Và cảm nhận là rất là nhiều huyệt đạo ở dưới chân mày đang được kích hoạt. Thì mấy cái miết mình cảm thấy rất là nhiều điểm đau ở dưới chân mày. Tuy đau nhưng mà nó lại rất là dễ chịu. Kích hoạt cái dòng máu lưu thông, chúng ta có đôi mắt sáng khỏe, ngăn ngừa nếp nhăn, ngăn ngừa mỏng mắt. Tiếp theo bạn dùng đầu các ngón tay để bấm huyệt và kích hoạt. Tiếp theo chúng ta sẽ tập một bài tập mặt toàn diện để tăng cường cái sự lưu thông tuần hoàn máu và hấp thu các cái dưỡng chất mà chúng ta vừa massage xong tốt hơn. Bài tập tiếp theo là bài tập Y O. Khi nói Y mình đẩy hai miệng sang hai bên, và khi nói O chuông miệng tạo thành chữ O. Bắt đầu nhá. Y O Y O I O I O I O I O I O I O I O O I O. Bài tập tiếp theo tương tự như bài tập vừa nãy, nhưng thay vì tập I O thì chúng ta sẽ tập là A U. Khi phát âm chữ U thì mình cố gắng là chu cái con miệng và đẩy nó hướng lên trên. A U A U. Và khi để lên trên thì sẽ cảm thấy cái phần cơ hàm này rất là căng. Tiếp tục. A U A U A U A U A U A U A và cùng nhau thư giãn các cái cơ bắp ở dưới mặt một chút xíu. Và khi tập xong thì giống như mình tập gym, nó sẽ hơi căng cơ một xíu. Chúng ta sẽ thư giãn phần cơ bằng cách co các cái ngón tay này lại xuống cái cùi ngón tay để day day vào dưới phần gò má này. Day day phần gò má. Và xương quai hàm. Để bài tập có hiệu quả thì các bạn nhớ duy trì bài tập hàng ngày và nhớ subscribe vào kênh của mình, like và share nhé. Cảm ơn các bạn.